Chào tất cả các anh chị, chào tất cả các bạn. Hôm nay mình chia sẻ đến các bạn cùng anh chị một câu dạo điệu bolero tông thứ ha, dành cho tất cả những bài hát bolero tông thứ dựa trên dòng hòa thanh 1-4-5 ha. Thì mình ở đây cụ thể là hôm nay mình chia sẻ các bạn ở tông la thứ cho dễ. Bậc 1 là chủ âm la thứ, bậc 4 là rê thứ, bậc 5 là mi 7 hoặc mi trưởng ha. Câu dạo này dựa trên dòng hòa thanh 1-4-5, cụ thể trong tông la thứ thì là rê mi là nha. Mình rồi mình dựa theo cái dòng hòa thanh này mình tạo ra một câu dạo ha, để các bạn làm cho câu dạo cho tất cả những bài hát bolero tông thứ. Bài nào cũng được nha bạn. Rồi hát giữa bài mình làm câu gian tấu cũng rất là hay. Trước khi vào chia sẻ những nốt cái câu dạo này, mình đệm trước, mình đánh trước cho các bạn, minh họa trước để các bạn nghe đi có cảm giác ha. Rồi các bạn lắng nghe nha. Điểm phách nè. 1 2 3 4 bậc 4 á, bậc 5, 1 la thứ, 4 5, vô đánh solo luôn nè. Giờ mình chia sẻ các bạn cái nốt ha. Tức là mình dựa theo dòng hòa thanh 1-4-5 của la thứ mình tạo ra một câu dạo ha. Ví dụ ai hát vô cái tàu, ai hát những bài bolero tông thứ thì mình làm câu dạo này cũng rất là hay nha các bạn. Rồi nè các bạn nè, bắt đầu vô cái điệu bolero nè. Mình đi một trước khi mình đi trước một dòng hòa thanh cái tông la thứ 1-4-5 để mình có cái nhịp và mình vô solo luôn ha. 2-3 la. Rồi bạn học chia sẻ bạn cái nói cụ thể nè. La si do si la fa mi fa. À, bạn nghe này, dùng cái nhịp bolero nè. Bùm bang bang bang, bùm bang bang, bùm chát, bùm mà bùm chát. La si do. Nên mấy đầu vô ta. Bolero đánh nè. Bùm bang 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 chát, bùm chát, bùm chát, bùm chát. La si do si la fa mi fa. Chậm nè. La si do si la fa mi fa. Tức là bạn dây 5, dây 1 ở ô 5 nè, dây 1 ở ô 7 nè, dây 1 ở ô 8 nè, la si do nè, rồi dây 1 ở ô 7 nè, dây 1 ở ngăn 5 nè, dây 2 ở ngăn 6, dây 2 ở ngăn 5, dây 2 ngăn 6. Mình có câu, tức là mình đang la thứ nha, mình đi la si do si la fa mi fa, mình qua đây thứ, mình vừa điểm solo mà vừa dằn accord luôn các bạn, để chi, để mình điểm cho ta hát. Dùng như từ la thứ này ha, cái mình qua đây thứ, dù từ la thứ accord qua mình chuyển qua đây thứ nè, bằng 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 bằng, thì lúc đó mình đi cái câu solo, bùng. La si do si la fa mi fa. Cấu tạo của rê thứ là gồm ba nốt rê pha lá. Mình chạy rớt vô cái ba cổng này được bạn, vô đánh pha này. La si do si la fa mi fa. À, từ la thứ mình qua từ bậc 1 mình qua bậc 4. Thì mình điểm bắn câu nè. Rê từ la
là qua đây đó. Thì mình vừa điểm các con. Đó. Bây giờ từ rê bậc 4 mình qua bậc 5 17. Vậy mà cái thế bấm 17 là cái thế bấm xuống, và phải bấm đơn giản các bạn. À, đây. 17 đây. À, ở trên này mình có rê lại như này 17 nè, đó. Thì bắt đầu mình đi solo solo nè. Câu đầu nè. Đầu qua rê thứ. Bắt đầu cái bắt đầu. Đầu bùm bùm chát. Rê pha rê si la, rê pha rê si la, rê pha rê pha rê si la, rê đô si. Nè đi không à. Rê pha rê si la, rê đô si. Tức là dây 3 ngăn 7, dây 2 ngăn 6, dây 1 ngăn 7. Mình nhắm. Rê pha rê, rê pha rê si la, rê đô si. Rất hay các bạn, cố gắng nha bạn, hai cái câu này có. Này mình đi lại hai câu nè. Câu 1 từ la qua rê nè. Tiếp theo từ rê qua si mi 7 nè. Cái này tiếp nữa ha, rồi từ mi 7 về la nè. Là từ bậc 5 về bậc 1 á. Mi 7 về la nè. Rê si đô rê pa mi đô si đô la son la. À, si đô rê pa mi đô si đô la son la. Cái đầu mình đi lại như vậy hai lần, cái đi lại lần hai nữa. Rồi hai lần thì xong. Cái đầu các bạn đi chạy câu á. La si do re mi son son tang la. Và vô ca. Còn mình đi nguyên câu nghe nha. Tiếp lần nữa. Hiểu về bài cái dòng 1 4 5 này của là thứ là la. Rê, mỗi cái ô nhịp mi về la ha, tức là mỗi cái một khuôn vô đô á. Bùm ra chắc bùm chắc bùm chắc rê ra chắc bùm chắc bùm chắc mi ra chắc bùm chắc bùm cho vô vô nè. Dụng tất cả những bài bô rô tông thứ, bài nào mình áp dụng cũng được các bạn. Những bài bô rô tông thứ mình làm cái câu này là câu dạo, rồi lúc điệp khúc thì hơi ca hết cái mình làm câu gian tấu cũng được các bạn. Nói chung là nó cũng tạm được các bạn. Có khi có những bài nó phù hợp thì rất là hay, còn có nhiều bài nó không được phù hợp lắm thì cũng tạm được. Nói chung là mình dùng cái câu này để mình đi chơi các bạn. Nhiều khi mình không thuộc bài đó, mình làm câu này câu dạo chung để chơi cho những bài bô rô tông thứ nha các bạn. Là lại nha, từ la thứ nè, từ điểm mắc co, bang 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 chát, bung chát. Cùng chặt rê thì mình nè ha, bùng chặt bằng 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 là la si do si la mi fa mi ấy fa mi fa la si do si la fa mi fa là từ la thứ qua rê thứ á, rồi từ mi từ rê thứ qua mi bảy nè. Chết. Từ rê 7, từ mi 7 về la thứ nè. Đó là hết một cái vòng á, rồi xong mình đi lại lặp lại y vậy. Rồi được hai lần.
bắt đầu cái mình chạy câu bass để ta vô ta hát. Câu bass là la si do re mi son sao thăng la. Đó, son mổ qua son thăng. La si do re mi son la son la. Vô tham gia re thứ la thứ hòa âm có nó son thăng mà. Các bạn ha, làm lại nha. Từ la mình đi mắc co mình chuyển qua re, cái mình chuyển qua mi 7, mình chuyển về la. Trong đồng thời lúc đó là ví dụ như chơi hai cây người đi có số á co vậy bạn. Rồi người solo chèn vô. Là ta vô là la re mi 7. Chấm rót lên để kỹ thật kỹ các bạn dễ đánh nè. La si do si la fa mi fa nè, ở ô 1 ở ngăn 5 mình có thấy là thứ các bạn nè. La si do si la fa mi fa à. Câu thứ hai re fa re si la re fa re si la re do si rê ba rê si la rê cho mình thấy rê thứ các bạn, cái mình để đi về rê ba rê si la rê ba thấy rê thứ này mình đâu bấm đâu nè. Rê ba rê si la phải không, rê ba rê si la rê đô si bạn bấm mới thấy mi 7. Cái từ mi 7 mình chạy về la nè, si đô rê ba mi đô si đô la son la. Rồi mình vô nhịp đánh cho bạn nghe để bạn có cảm giác là nè. Rê mi la rê mi solo vô. Đánh lần nữa nha bạn. Rê mi ta solo vô. Rồi các bạn đánh nhân nhuyễn thế này, ví dụ người ta nói la cao thấp quá đợi cho tôi cung cao hơn cung nữa đi, mình kéo đem có si thứ cũng đánh đi các bạn, mình không cần nhớ nó, mình nhớ cái thế đánh bậc 1 si, bậc 4 mi, bậc 5 pha thang 7. Các bạn không cần nhớ mấy đống được, mình nhớ cái thế vậy. 1 4 4 xuống nè, 5 nha. Bậc 1 là si thứ nè, bậc 4 mi thứ, bậc 5 pha thang 7. Nhưng bây giờ mình không nhớ cái hợp âm, cái tên hợp âm, mình nhớ cái thế rồi. Bậc 1, bậc 4 mình hạ xuống cái gì, bậc 5 mình đưa lên dây về bậc 1. Thì cái bắt đầu mình đi với con về, mình đi chuyện solo vô nè. 2 3. Thank you.
mang theo nhanh làng rừng hang. Thí dụ như người ta nói rơi thứ hơi thấp quá, đàn cho tôi cao hơn xíu thôi, thì từ quên với si thứ hơi thấp quá, đợi tôi cao hơn chút xíu nữa, mình đợi cao chút xíu nữa đi, thì mình từ si qua đô thì nửa cung các bạn, si đô nửa cung, nhớ mi pha nửa cung, si đô nửa cung, thì mình kéo vô nửa cung mình có đô thứ là mình cũng dạo, mình cũng vừa, mình không cần nhớ không âm gì hết trơn, mình nhớ vô thế đô bậc một. Thứ này là gì? Pha thứ. Cái này là gì? Son 7 hay son trưởng ha. Thì mình nhớ cái 1 4 5 và mình cũng dạo luôn. Nhớ thế thôi, thôi nhìn nhớ tôi nốt trời âm. Tôi thấp bớt bớt đi cho dễ ca, mình kéo ra ngoài có, nếu kéo tí xíu thì la dán, nhưng mà mình kéo ra ngoài cho dễ son thứ, dán cho anh ấy mà đó, kéo ngoài son thứ thì mình cũng đi vậy luôn, bậc 1 bậc 4 bậc 5 nha, 1 4 5. Như lúc này mình đừng có sử dụng dây 1 nha, bạn nghe lạc nha, bỏ dây 1 ra, 1 4 5 nha. Rồi bắt đầu cái mình cũng dạo vậy luôn. Là từ cái học, từ cái mình chia sẻ các bạn năm, chia sẻ các câu dạo tông thứ ha, nhưng mình lấy cái tông la thứ làm trợ, làm cái mẫu đi, cái không tăng la thứ, cái nốt không tăng không giảm, mình chia sẻ các bạn cho dễ ha. Các bạn đánh nhường nhuyễn rồi bạn kéo vô kéo ra để chơi được tất cả những tông thứ khác bạn ha. Cái câu dạo này các bạn đờn cho những bài hát bolero tông thứ rất là ok nha các bạn, làm gian tấu cũng rất là ok, mình trợ dựa trên dòng hòa thanh 1 4 5. Cụ thể trong la thứ thì 1 là la thứ, 4 là rê thứ, 5 là mi 7, 1 4 5, mỗi cái một ô nhịp nè. Còn mình chèn tí solo vô, nếu chơi hai cây đờn thì một người đánh ác con, người đánh solo vậy đó, còn nếu mình chơi một mình cũng được, cuối cái câu mình dằn cái hợp âm, ví dụ chiến á, có những bài hát nhiều khi mình chưa nghe
hoặc là mình cũng chưa để solo được cái câu đó trong cái câu solo của bài hát đó, thì mình dùng cái câu này mình làm cái câu dạo rất là hay các bạn ha. Đó. Chơi hai cây thì người đền 1-4-5 cho băm, mình chạy solo dựa theo dòng hòa thanh âm chạy. Còn mình chơi mình một cây solo như một cây đờ thì vẫn được, cũng y vậy luôn các bạn ha, không có vấn đề gì hết. Bây giờ bạn các bạn nghe lại một lần rồi mình nghỉ ha nè. Rồi xong rồi mình đánh dịch cho vô, mình dựa theo thế mình đánh. Chia sẻ bạn tiếp một cái dòng hòa thanh bạch 4, dòng tròn bạch 4, tức là dòng 1 4 7 3 6 2 5, rồi mình chèn cái câu solo gì đó để mình làm câu dạo. Thì câu nó hơi phức tạp câu này, nhưng mà nó hay hơn các bạn đó. Câu này là câu đơn giản để mình dễ tập, mình đi từ dễ tới khó các bạn ha. Đó rồi, không phải là điệu bô đô không nha các bạn. Trong những cái điệu xì lô này kia mình chèn câu cũng chèn cái gì, nhưng mà chèn theo cái tiết tấu xì lô thì mình áp dụng được hết những bài tông thứ dựa theo dòng 1-4-5 ha. Thì mình các bạn cố gắng tập cái này cho ok đi, bắt đầu mình muốn chia sẻ thể tiếp các bạn dựa theo dòng hòa thanh 1-4-7-3-6-2-5 thì cũng làm cái câu dạo ha, cho điệu bolero hay điệu gì cũng được hết cho qua bài ha. Đó thôi, mình xin phép dừng đây nha các bạn, chúc tất cả các bạn mình học đàn mau thành công ha.